Hello, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình, channel Vui Tạc Vinh My. Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi chiều hôm nay. Như thường lệ thì quảng cáo, giờ là buổi chiều tối rồi. Cho nên clip này của mình thì mình sẽ đặt hơi nhiều quảng cáo nha. Nói chung anh em nào ủng hộ nhiệt tình mình thì cứ thấy quảng cáo kích cho mình là được rồi. Còn bạn nào không ủng hộ mình thì không kích thì không sao. Nói chung cái đó thì tùy vào mỗi bạn thôi. Nếu các bạn thường xuyên không kích thì bây giờ các bạn không kích thì đó là chuyện bình thường. Còn nếu bạn nào ủng hộ thì kích cho mình nha. Cứ thấy quảng cáo kích cho mình. Thì giờ cũng là chiều, gần chiều tối rồi. Thì mình như hồi trưa nay mình có làm clip trả lời câu hỏi. Mình đã kết thúc một cái mốc, đó là một cái mốc video đăng từ lúc mình đăng từ lúc bữa 11 tháng 3. Thì đó là kết thúc video đó rồi. Chiều nay mình sẽ tiếp tục quay trở lại một clip trả lời câu hỏi nữa, nhưng mà là sự khởi đầu của một cái video mới. Đây chính là video mà bình luận game vô tặc đặt câu hỏi nhiệt tình nhé, 501 anh em. Clip này thì mình đăng lúc bữa 18, tức là cách đây khoảng bữa thứ bảy, mình nhớ là mình đăng bữa thứ bảy chủ nhật gì đó. Đó chính xác là bữa thứ bảy chủ nhật gì đó. Cho nên là hôm nay chiều nay mình sẽ khởi đầu mở đầu cho cái video này để các bạn đặt câu hỏi thì mình sẽ trả lời nha. Đấy, ok. Nói chung thì mình cũng không biết lời nào hơn. Chúc thì cũng chúc nhiều rồi, nhưng mà những cái lời chúc chân thành thì mình nghĩ là không bao giờ thiếu, đúng không? Chúc các bạn một buổi chiều tối, bây giờ cũng là gần chiều tối, một buổi chiều tối thật là tuyệt vời nha. Quay lấy may mắn cái coi. Yeah, đừng mũi tên tình yêu. Nói chung thì giờ cũng là gần chiều tối. Chúc anh em buổi chiều tối thật là vui vẻ tuyệt vời. Ngày mai là thứ bảy rồi. Cố gắng ngày mai nữa là đến cuối tuần là anh em có thể nghỉ ngơi giải trí rồi. Rồi ok. Nói chung là chỉ đơn giản thôi nha. Bây giờ mình bắt đầu nha, chứ nãy giờ nói liên thiên quá. Đây là clip mình đăng bữa 18 tháng 3. Ở clip này thì mình chỉ đặt một quảng cáo duy nhất thôi, đó là giây thứ 10. Tức là đến giây thứ 10 nó mới hiển thị thôi. Một quảng cáo duy nhất. Đó, anh em kích vào. Nó quảng cáo cái MMO này thì các bạn kích vào ủng hộ mình là ok rồi. Bây giờ mình sẽ trả lời, bắt đầu trả lời nha. Hiện tại có 130 comment và tất nhiên là mình chưa trả lời cái nào cả. Bây giờ mình sẽ bắt đầu. Hoàng Vua Hải Tặc. Rồi subscribe cho bạn nè. Bạn Hoàng Vua Hải Tặc hả? Tiến hóa Bo Haki cần cấp mấy vậy AD? Bo Hancock đúng không? Có bạn trả lời giúp mình là đó là bạn Inuyasha Kun. Subscribe cho bạn luôn chứ. Trả lời giúp mình mà tầm 125 thì phải. Rồi bây giờ mình sẽ trả lời câu hỏi của bạn. Đó là Bo Hancock Haki nha. Đây, trước tiên mình vào Haki rồi mình vào chỗ Bo Hancock thôi. Nó yêu cầu gì chúng ta biết. Đây, tức là các bạn muốn Haki Bo Hancock thì các bạn cần một cái hai điều kiện, đó là đột phá Haki cần 10 cấp, tức là các bạn cần 10 cấp Haki. Rồi sau đó cái điều kiện quan trọng nhất đó là đồng đội cần cấp 125. Rồi, tức là các bạn nâng cấp cái con Bo Hancock này lên cấp 125. Thì điều đó cũng có nghĩa là nhân vật chính của bạn cũng phải đạt cấp 125. Nhân vật chính đạt cấp 125 thì những cái con tướng nó mới lên được 125 thì các bạn mới Haki được. Ok. Đó là cái cơ bản nha. Sau khi các bạn lên cấp 125 rồi thì các bạn vào cường quá. Đó, các bạn cường quá ba cái mốc này. Haki vũ trang, Haki quan sát với Haki báo vương. Ba cái này đều lên 10 cấp. 10 cấp thì sau đó các bạn có thể Haki được bon cốc, chỉ đơn giản thôi. Cảm ơn câu hỏi của bạn cũng như là bạn Inuyasha trả lời giúp mình nha. Bây giờ mình đến câu hỏi tiếp theo. Trọng Trịnh Minh, sao anh làm ít clip khu vui chơi vậy? Ok, bạn Desert cũng có trả lời với mình rồi. Đó là vì chơi nhiều cũng hơi nản. Đó. Thì cái khu vui chơi thì lâu lâu mình mới làm lần thôi. Cũng 2 ngày rồi, hình như tầm 2 ngày mình chưa làm. Thì tầm cỡ ngày mai, ngày mốt gì đó lâu lâu mình lại làm lại. Khu vui chơi thì nó rất là vui, nhưng mà lâu lâu làm thì nó sẽ càng vui hơn nữa. Chứ ngày nào cũng làm thì đâm ra cũng chán. Tức là ngày nào bạn cũng xem, hôm nay xem, mai xem cũng là khu vui chơi, lại khu vui chơi nó sẽ chán. Này bạn Trọng Trinh Minh, bạn có thể đợi một thời gian thì khu vui chơi thì chắc chắn mình sẽ làm, lâu lâu mình sẽ làm thôi, không sao. Rồi ok. Bạn Desert là bạn đồng hành trả lời giúp mình rất là nhiều câu hỏi nha, cảm ơn bạn. Rồi bạn tiếp theo nha. Nguyễn Ship Mẫn Ship. Rồi, làm sao để có trailer trong Vui Tạc Vinh My ạ? Rồi cái này thì cũng có hai bạn trả lời giúp mình. Bạn Emilia Kenji và bạn Hoàng Nguyễn. Bạn thì bạn cứ kiếm gì? Đồ mấy cái có liên quan tới ông ấy là có thể chiêu mộ xong. Rồi ok. Bạn này thì trả lời là bạn thu thập 100 mảnh Toshi Haki, 100 mảnh tính vật trailer, 1 nhật ký trailer. Rồi, mình sẽ trả lời chi tiết luôn về cách kiếm trailer nha. Các bạn cần muốn chiêu mộ trailer thì các bạn cần có 3 nguyên liệu. Các bạn cứ nhớ một cái điều là cần 3 nguyên liệu. Cái thứ nhất đó chính là mảnh Toshi Haki. Các bạn cần 100 cái. Đây,
mạnh sổ tay Toshihaki, các bạn cần 100 cái này, 100 mạnh này, sau đó các bạn ghép lên một cái sổ tay, là đó là một nguyên liệu. Cái mạnh sổ tay này các bạn có thể thu thập ở trong cái này thì như hoạt động cái ác ma cũng có nè, hoạt động những cái hoạt động ví dụ như là đại chiến vượt ải, nói chung những cái hoạt động phủ á, hải tặc vượt ải hay gì đó là sẽ có mạnh sổ tay Toshihaki. Các bạn cứ thu thập, các bạn cứ thu thập và dần dần đầy đủ độ 100 mạnh thì các bạn sẽ ghép lên một cái sổ tay. Đó là một nguyên liệu, đó là một nguyên liệu nha. Rồi cái nguyên liệu thứ hai đó là tính vật trailer đây, tức là cái bình rượu, giống như cái bình rượu á, các bạn cùng thu thập 100 bình, sau đó là 100 mạnh, sau đó các bạn ghép lên một cái tính vật trailer. Cái mạnh này thì các bạn có thể kiếm ở phó bản, phó bản thì các bạn đi xác suất nó rơi rớt thôi. Đây mình sẽ cho ví dụ cho các bạn xem, ví dụ như đánh ông này thì ngoài những cái vật phẩm như là vũ khí rồi quặng sắt, quặng bạc, báu vật, trái kinh nghiệm thì nó có thêm mạnh tính vật đây là ở đây, có điều xác suất khá thấp cho các bạn, cho nên may mắn thôi, chỉ có may mắn nó mới ra thôi nha. Đó, các bạn thu thập đủ 100 mạnh ghép lên là được tính vật đây là hai vật phẩm rồi nha. Rồi cái vật phẩm thứ ba là cái vật phẩm mà chua nhất, cái vật phẩm mà khó kiếm nhất, đó là trong Sky Arma. Ui, cái độ cống hiến của mình nhiều dữ ha, ngon á, tại hôm bữa mình làm một đợt nên nhiều quá các bạn. Rồi còn cái cách mà ui này 3 triệu luôn chứ ít gì. Cái vật liệu thứ ba là cái vật phẩm mà khó nhất, đó là cái vật phẩm mà nhật ký trailer ở đây. Các bạn vào chỗ hoạt động ác ma, các bạn vào trang 2, nhật ký trailer, tốn 30.000 điểm chiêu mộ là các bạn có thể đổi được cái này. Sau khi các bạn đổi được cái nhật ký này kèm với hai cái vật phẩm hồi nãy nữa, tổng cộng là 3 vật phẩm thì các bạn có thể chiêu mộ trailer. Rồi ok, chỉ đơn giản thôi. Có điều là cái này cần 30.000 điểm chiêu mộ lận nha các bạn. Điểm chiêu mộ không phải dễ kiếm đâu. Cái này phải tích lũy từng ngày mới được. À, đó là cách để kiếm trailer 3 vật phẩm. À, cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi, một câu hỏi rất là hay, vì ông trailer là một con tướng rất là mạnh. À, cảm ơn bạn nha. Bạn Yuki subscribe cho bạn nha. Anh ơi, cấp máy có hải hồn, cấp máy có hải hồn. Rồi, cái này cũng có bạn trả lời giúp mình nè. Deadshot bạn ấy làm, bạn vào trang này nó hướng dẫn nha bạn. Rồi, bạn ấy có gửi một cái link trang để mình nhấp vào thử coi. Vai nó bay sang trang khác luôn rồi. Thì ở cái trang này nó sẽ hướng dẫn chúng ta hệ thống Haki luôn nè. Ngoài Haki ra thì nó sẽ có luôn cả hải hồn cũng như là nguyên tố rồi đó. Thì bạn ấy hỏi hải hồn thì mình sẽ trả lời hải hồn. Đây, tới chỗ hải hồn thì nó sẽ có đây. Nhân vật chính đạt cấp 102 và hoàn thành nhiệm vụ chính Orat Ma Nhân, có thể khai mở tính năng hải hồn. Tức là các bạn nhân vật chính đạt cấp 102 và hoàn thành cái nhiệm vụ chính tuyến, đó là Orat Ma Nhân, là bạn sẽ có hải hồn thôi. Đó là cách để có hải hồn. Cái gì đây? Rồi ok, đó là cách để lấy hải hồn nha các bạn. Bạn Yuki, rồi cảm ơn bạn đã shot trả lời giúp mình nha. Rồi câu hỏi tiếp theo nha. Anh ơi, Hody đánh gì? Hody đánh gì hả? Đây, bạn Đạt Lâm đấy, hỏi là Hody đánh gì, surprise cho bạn nè. Hody đánh bằng gì đúng không? Thì bây giờ muốn biết Hody đánh gì thì mình trước tiên mình vào quán rượu để mình coi Hody đánh gì rồi mình trả lời cho bạn nè. Mình nghĩ đánh bằng vũ khí á, nghĩ là đánh bằng vũ khí. Đâu rồi, Hody mình cho về hưu đâu rồi? Đây, Hody nha các bạn. Đây. À, đánh bằng nhẫn, vậy là Hody đánh bằng nhẫn. Mấy các bạn muốn biết nó đánh bằng gì thì các bạn đơn giản lắm, các bạn đưa chuột vào cái tuyệt chiêu của nó. Các bạn đưa chuột vào tuyệt chiêu thì các bạn sẽ thấy được cái dòng màu xanh lá cây á, và nhìn cái dòng xanh lá cây nó ghi là cường hóa nhẫn, tăng sát thương kỹ năng thì chứng tỏ là đồng đội đánh nhẫn. Còn ví dụ thằng Vista này mình đưa vào nó kêu là cường hóa vũ khí, thì là đánh bằng vũ khí. Ví dụ ông thằng Kid đưa vào nó kêu đánh bằng nhẫn thì đánh bằng nhẫn. Còn Khalifa đưa vào kêu là cường hóa ma khí thì đánh bằng ma khí. Đó, cái cách đơn giản là chúng ta biết nó đánh bằng cái gì. Rồi vậy là Hody đánh bằng nhẫn nha bạn. Rồi bạn Đạt Lâm trả lời giúp bạn đó. Rồi bạn Tài Lưu Cooper đăng ký với bạn nè. Anh ơi, sao thứ bảy chủ nhật không có vui vẻ online và cách kiếm chiến tích anh sau đây. Rồi cái thứ bảy chủ nhật không có vui vẻ online thì đó là một cái vấn đề của Vinh My. Hiện tại Vinh My nó đang bị một số cái trục trặc, ví dụ như là bị mất bản quyền hay gì đó mình cũng không biết rõ. Thì hiện tại thứ bảy chủ nhật vẫn chưa có. Mình cũng đang mong trong thời gian sớm nhất Vinh My nó sẽ sửa chữa được cái này. Tốt nhất là chờ, không phải riêng mình bạn mà tất cả các bạn chơi Vinh My luôn đều bị, chứ không phải riêng gì mình bạn. Cho nên chúng ta sẽ cố gắng chờ đợi nha, chờ đợi cho đến khi nào có. Còn cách kiếm chiến tích á, thì cái này thì một câu hỏi hơi khó trả lời. Cái nào nói chung thì các bạn cái nào kiếm được chiến tích thì các bạn cứ làm thôi, chứ mình không thể nào mà chỉ chi tiết từng cái được. Những cái nào mà kiếm được thì các bạn nói chung là chúng ta cố gắng hết sức làm những cái gì mà chúng ta có thể làm được thì sẽ có thôi. Rồi, cảm ơn bạn Tài Lô Cuba. Coi tiếp theo nhé. Bạn Văn Hải Nguyên. Anh ơi, vui đặt bao giờ có hoạt động thương thành? Rồi, hoạt động thương thành. Rồi, bạn Discord cũng trả lời giúp mình. Cái đấy thì tùy thôi bạn, nó thích ra lúc nào thì ra.
Rồi thì mình hướng dẫn cái chi tiết về cái hoạt động này luôn. Tức là nó sẽ có hai cái hoạt động đi song song với nhau. Đó là hoạt động tích lũy vàng và hoạt động thương thành. Thương thành tức là cái hoạt động mà một tiêu một vàng và tích được hai điểm á. Thì nó sẽ có hai hoạt động đi song song với nhau, đó là hoạt động tích lũy vàng và hoạt động thương thành. Thì các bạn cứ nhớ biết một cái điều như thế này, đó là nếu mà hoạt động tích lũy này kết thúc thì sẽ có hoạt động thương thành. Hoạt động thương thành kết thúc thì sẽ có trở lại hoạt động tích vàng này. Đó, các bạn cứ nhớ đơn giản vậy. Hết hoạt động tích vàng thì sẽ có hoạt động thương thành. Hết hoạt động thương thành thì sẽ trở lại cái hoạt động tích vàng này. Đó. Tức là hai cái hoạt động đó luôn luôn đi song song với nhau. Cho nên anh em cứ yên tâm, cứ chờ đợi. Khi nào có thì sẽ có thôi. Khi nào hết cái hoạt động này sẽ có. Rồi, ví dụ như giờ mình, các bạn vào đây các bạn xem nè. Hoạt động này kết thúc vào ngày 26 tháng 3 thì 10 giờ trưa ngày 27 nó sẽ có hoạt động thương thành. Đó. Cái cơ bản là như vậy. Anh em cứ yên tâm nha. Rồi đó là về hoạt động thương thành. Bây giờ mình sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Jimmy Channel rồi, đăng ký cho bạn luôn nè. Anh ơi có Haki và Hải Hồn trong server Tân Hải Tặc không anh? Cái này Tân Hải Tặc thì hình như là có. Mình cũng từng sau rất là nhiều ạc bên Tân Hải Tặc rồi. Hình như là mình cảm thấy hình như cũng có Haki á. Có Haki và có cả Kit Haki nữa. Đó. Cái này thì bạn có thể vào truy cập vào bạn chơi thử là bạn biết à. Hình như là có, mình nhớ là có đó. Rồi. Nhớ là có đó. Rồi. Lucy Anime Office hả? Khi nào anh làm luôn trực tiếp đánh tổ đội vua đặc biệt đi. Đánh tổ đội hả? Có bạn tổ đội hả? Có bạn tổ đội là có bạn gì ta? Đánh trực tiếp với bạn tổ đội hả? À, bạn đánh sót trả lời đây. Tổ đội nó ít lắm bạn ơi. Mình chơi rồi mình biết. Đang có nít cấp 129 đây. À, có bạn tổ đội hả? Rồi, nếu mà có dịp thì mình sẽ làm. Ok, cảm ơn bạn Lucy Anime đã đóng góp ý kiến nha. Mình đến với câu hỏi tiếp theo nha. Chris Sayanman Nguyễn, anh ơi anh có đẹp trai không anh? Vãi, anh em này chuyên gia hỏi về mình nè. Rồi, tất nhiên là không rồi, anh xấu lắm. Trả lời, anh như quỷ. Hai em Kha. Bạn này chuyên gia hỏi về thân phận của mình. Thì mình thì cũng bình thường thôi chứ không có đẹp trai đó bạn. Mình bình thường thôi, cũng chỉ là người bình thường thôi, chứ cũng chả gì gọi là hot cả đâu. Các bạn cứ đừng có thắc mắc về vấn đề đó chi nhiều. Khi nào mình up lên thì các bạn sẽ biết thôi. Rồi bạn Trung Phạm à, đinh 5 sao lấy ở đâu vậy? Đinh 5 sao là đinh gì ta? Đinh 5 sao hả? Đinh bạn ấy, bạn hỏi con đinh là cái con tinh linh đấy. Nhưng mà đinh 5 sao là đinh như thế nào? À, trong server Jimmy Vua Tặc hay là Vua Tặc thì có một con đinh duy nhất thôi nha các bạn. Đó là con tinh linh đinh thôi. Còn cái cách đổi thì các bạn đổi trong hoạt động chiến cuối 12 đỉnh. Chiến cuối 12 đỉnh đây. Đó. Các bạn tích đủ điểm rồi các bạn vào hoán đổi là đổi được con tinh linh này thôi. Tinh linh 4 sao. Chứ tinh linh 5 sao thì không có rồi. 5 sao thì chắc chỉ có con Lesia thôi. Còn hiện tại con đinh của mình thì đổi trong đây 20.000 là các bạn có thể đổi được. Đó, đó là đổi trong hoạt động này. Chiến cuối 12 đỉnh. Mình có thêm một tinh linh mới, đó là con Berry Berry. Con này thì cũng là 5 sao nè. Chứ không phải đinh nha. Đinh thì nó 4 sao thôi. Đây đinh 4 sao. Còn con này là Berry Berry là 5 sao. Cái con này thì các bạn có thể quay trong hoạt động tầm bão, may mắn sẽ được. Còn cái con Lesia là con khác nữa. Cái con Lesia có dưới đây không ta? À, bữa nay không có rồi. Con Lesia thì nó hình như tới 6 sao lận. 6 sao. Và con đó thì lúc trước thì có trong hoạt động phản hồi này. Ngoài ra cũng có trong quay thưởng may mắn hình như cũng có. Lesia hình như Lesia thì không có đâu. Lesia hiếm khi trong hoạt động quay lắm. Mình phải nạp tiền mới có. Rồi ok. Cảm ơn bạn về câu hỏi tinh linh nha. Toàn Vô Thanh, bạn tiếp theo là bạn Toàn Vô Thanh. Anh ơi sao anh không làm mạnh về Brook phải anh? Rồi bạn này trả lời sao? Vì Brook chủ yếu là phòng thủ chủ yếu cho nên anh ấy chưa luyện được. À thì nếu mà làm mạnh về Brook á thì Brook là thật sự là chỉ là đồng đội hỗ trợ thôi. Nó chỉ thuộc về đồng đội hỗ trợ cho nên mình làm mạnh thì nó cũng không mạnh được bao nhiêu. Nếu mà mình làm mạnh tối đa thì chắc nó cũng chỉ bằng một nửa của nhân vật chính. Trong khi nhân vật chính nó vượt trội gấp 3 gấp 4 lần. Cho nên là mình mang Brook với mục đích đầu tiên đó là về lĩnh vực phòng thủ. Nó sẽ tăng phòng thủ cho toàn bộ đồng đội và cũng như là phòng thủ cho nó luôn. Cho nên mình chơi thì nó sẽ tăng rất là nhiều cái. Chủ yếu là phòng thủ hỗ trợ thôi nha các bạn, chứ không phải là tấn công, cho nên mình sẽ không làm tấn công. Đó là một cái điều cơ bản rồi. À, ok, cảm ơn bạn. À, ok, câu hỏi tiếp theo nha các bạn. Bạn Chu Sơn kêu để ít bữa tôi làm clip cho mày cũng lì. Bạn Chu Sơn nha. À, em gửi nick vào Facebook của anh rồi đó. Nick anh là Bảo Nam phải không? À, đúng rồi em. Facebook của anh thì tên là Bảo Nam. Có hình một cô em xinh tươi mặc áo đen đấy. Rồi, câu hỏi tiếp theo luôn. Đức Vũ đăng ký cho bạn nè. Anh Asura chopper đi. Thì chopper là anh không có chơi cho nên anh không có Asura, tốn Asura lắm.
anh để dành Asura để ít bữa nếu mà Jinmei nó update có những cái con tướng Asura mới thì anh có thể Asura lên cho các bạn xem clip đó. Đó là lý do mình không có Asura chopper. Thứ nhất là mình không chơi, thứ hai là mình để dành. Rồi cảm ơn bạn luôn nha. Bạn Mai Anh đăng ký cho bạn luôn nè. Cho em hỏi ấn ký đồng đội để làm gì vậy bạn? Cho em hỏi ấn ký đồng đội để làm gì vậy bạn? Cái vé đầu là xưng em mà vé sau là xưng bạn nha. Rồi thì mình sẽ xưng bạn với bạn luôn. Ấn ký đồng đội á thì bạn dùng để nâng cấp thiên phú cho nhân vật, à, cho con tướng chứ quên. À, và tất nhiên là tướng phải Asura lên mới nâng cấp được nha. Phải Asura lên, có cái ở trong cái tướng nè, đó. Có cái này nè. Đó, các bạn nhấp vào các bạn nâng cấp. Nó sẽ tốn ấn ký đồng đội và đá ràng buộc. Thì từ cấp 1 đến cấp 5 thì nó sẽ tốn ấn ký đồng đội, sau đó từ cấp 5 trở lên thì nó sẽ có thêm đá ràng buộc. Mình nhớ là như vậy. À, đó là ấn ký đồng đội. Chức năng của ấn ký đồng đội đó là dùng để nâng cấp Asura, nâng cấp thiên phú, gọi là nâng cấp thiên phú đó. Nâng cấp thiên phú cho con tướng Asura. Đã Asura rồi lên mới có thiên phú để mình nâng nha bạn. Rồi ok, mình sẽ đến câu hỏi tiếp theo nữa. Yamamoto Takeshi, rồi subscribe. Sau khi lên Asura Lao thì lên ai Asura tiếp đây? Anh để thay Jinbei Haki. Sau khi Jinbei Asura thì chắc chả có ai để Asura tiếp đâu bạn. Khi mà bạn nghĩ dùng Jinbei thì lúc đó dùng Siêuman thôi. Rồi lên Brook Asura chơi Siêuman. Còn nếu muốn đổi gió thì Mantic Chill, dùng trái Neko, skill thương quả la, chắc chắn sẽ auto ăn hành. Vãi, thanh niên này đắng lòng kìa. Thì mình trả lời câu hỏi của bạn Yamamoto thì khi mà bạn lên Lao Asura rồi á thì bây giờ hiện tại ba cái đồng đội Asura phổ biến đó là Lao, Jinbei và Brook. Đó là ba đồng đội phổ biến. Thì bạn có thể chọn, bây giờ bạn đang có Jinbei Haki rồi thì bạn có thể lên Jinbei Asura luôn. Đó là hai đồng đội ngon đi song song với nhau để chơi. Sau đó là đồng đội thứ ba là các bạn có thể chơi ai cũng được. Còn như bạn Deadshot này đó là chính xác rồi đó. Khi mà bạn nghỉ chơi Jinbei rồi thì lúc đó là cái thằng nhân vật chính là quá mạnh rồi. Lúc đó là nhân vật chính nó sẽ thay thế Jinbei hoàn toàn luôn. Cho nên nếu mà nghĩ giờ dùng Jinbei rồi thì nhân vật chính quá mạnh rồi đó. Còn nếu mà câu hỏi của bạn sau khi Lao Asura rồi thì lên Asura tiếp á, thì có thể là bạn Asura, tốt nhất là bạn nên Asura là Jinbei đi. Jinbei lên Asura cũng rất là mạnh. Rồi đó là cái ok nha các bạn nha. Rồi ok, clip hôm nay tới đây thôi. Chiều tối nay tới đây thôi. Mình trả lời cũng khá nhiều rồi, clip 17 phút luôn rồi. Anh em nhớ subscribe cũng như kích quảng cáo nhiệt tình cho mình nha. Quảng cáo mình sẽ đặt ở giây thứ 10, phút thứ nhất, phút thứ 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17. Ok. Ok, chúc các bạn một ngày cuối cùng. Đây là clip cuối ngày của mình rồi. Chúc bạn một ngày cuối tuần tuyệt vời nha. Rồi ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều vì ngày hôm nay đã ủng hộ mình. Mình cũng mong là cả ngày hôm nay các bạn ủng hộ mình nhiệt tình nha. Mình cũng bình luận quá, giọng mình bắt đầu khàn khàn rồi. Giọng mình nó cứ bị ảnh hưởng rất các bạn, cho nên các bạn cũng phải thương mình một chút, về thương mình, quan tâm mình, yêu quý mình, subscribe mình, kết quảng cáo nhiều cho mình nha các bạn. Rồi ok, kết quảng cáo nhiều nha. Ok, tạm biệt các bạn.